Xin chào các bạn. Bài học ngày hôm nay các bạn cùng cô sẽ tiếp tục nghiên cứu về Unit 5. Và chúng ta sẽ học về hai âm còn lại đó là C, K và Q, U. Được chưa? Rồi, thế thì bây giờ các bạn cùng cô sẽ mở sách giáo khoa trang số 48 và chúng ta cùng theo dõi bài học nhé. Rồi, bắt đầu nào. Q, U. A. Listen and learn. This is a duck. What's the ending sound of duck? K. That's right. K. Rồi. Thế từ đầu tiên này, đây là chúng ta sẽ có C, K. Vậy thì cái âm này đọc là gì? K. Được chưa? Duck. Duck. Okay. Duck. This is a queen. What's the beginning sound of queen? Qua. Qua. That's right. Qua. Queen. Rồi. Ở dưới này thì mình có Q, U. À, vậy thì cái này các bạn không đọc là Q nữa mà chúng ta sẽ có âm là Qua. Qua. À, nó là ghép của hai âm là âm K và âm Qua. 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 Được chưa? Queen, queen, à, thế bây giờ các bạn không đọc là queen nữa, không bạn không quờ queen, queen nữa, mà chúng ta nhớ là học ra queen, queen, được chưa, rồi, phần từ mới này. And read. Rồi. One. Duck. 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 Con vịt. Duck. 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 Two. Hai. Rock. It. Rocket. Rock. It. Rocket. 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 Tên lửa được chưa nào? Rocket. Ba. Three. Qu. Queen. 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 Qu. Queen. 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 À, nghe lại nhá. Qu. In. Queen. Được chưa? Four. Bốn. Qu. Qu. Ilt. Ilt. Quilt. Quilt. Qu. Qu. Ilt. Ilt. Quilt. Quilt. À, quilt. Được chưa? Thế thì bây giờ các bạn này, chúng ta có cái từ chú ý cho từ số 4 là mình có chữ L và đây là tương ứng với âm L. Vậy thì các bạn chú ý để lưỡi ở trên, cong lưỡi lên cho cô nhá. Được chưa? Quill, quill, được chưa? Quilt. Rồi. Phần tiếp theo là mình sẽ có phần nghe. Page 49. C. Nghe và đánh số. Listen and number. Rồi. Một. Then match. Sau đó là nối. One. Một này. Rocket. 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 Two. Hai. Duck. 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 Three. Ba. Quilt. 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 Four. Queen. 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 Okay, các bạn cùng check lại nhá. Một là duck. À, no. Một là rocket. Hai là duck. Ba là quilt. Và bốn là queen. Okay. Page 49. Tiếp theo là chúng ta sẽ có phần khoanh và viết. Thì các bạn cùng người cô nhìn qua một chút này. Đây. Ở phần này thì người ta cho mình những cái chữ mà người ta xếp linh tinh. Nhưng mà trong cái từ này, trong cái hàng dài này thì sẽ có một từ có nghĩa. Ví dụ từ đầu hàng đầu tiên cô nhìn thấy cái từ này. Queen có nghĩa đúng không nào? Và chúng ta sẽ phải tìm xem từ đấy là từ gì. Và chúng mình sẽ viết xuống dưới này cho cô nhá. Được chưa? Số 1 cô có Queen. Số 2, duck, con vịt, duck. Số 3, quilt, quilt, được chưa? Số 4, rocket, rocket. À, được chưa nào? Phần cuối cùng là chúng ta sẽ có phần E là phần bài hát. Thì chúng mình nhìn này. Then match. Queen, rocket, duck, quilt, queen, rocket. Trước khi hát được thì mình đọc nhá. The duck makes a quilt.
And the queen makes a rocket. Con vịt thì đang làm cái chăn, còn hoàng hậu thì đang làm cái tên lửa, đúng không nào? Lại nhá. The duck makes a quilt. And the queen makes a rocket. Makes quilt. Makes rocket. Được chưa nào? Rồi thì đi bài học ngày hôm nay về nhà các bạn cố gắng là sẽ ôn tập lại phần từ mới này, phần nghe, phần viết và các bạn có thể hát theo phần này để chúng mình củng cố lại bài nhá. Thì bài học này đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài sau nhé. Bye bye!